Cả nhà ơi, vậy là mình đã soạn xong 22 cây trang màu vàng nghệ cho một vị khách, đó chính là chị Tiền ở Trà Vinh. Tất cả đều là một cốt và có hoa. Mình sẽ cầm lên chậu cho các bạn xem. Một cốt nha các bạn. Dìa thì tỉa những cái cành xung quanh thì cây sẽ thoát thân lên, nhìn thấy gõ một cốt tỉa những cái nhánh nhỏ nhỏ xung quanh. Vậy là em đã soạn xong 22 cây bông trang màu vàng một cốt, màu vàng nghệ cho vị khách ở Trà Vinh. Bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Xin chúc cả nhà có một ngày mới giữa tuần thật là vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.